Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại một cánh đồng lúa nha, cũng thu hoạch rồi. Sau hiện tượng siêu thầy Thích Minh Tợ đi khất thực và bộ hành, cho đến ngày hôm nay thì trên mạng cũng xuất hiện nhiều cái người cũng yêu thương thầy và cũng có nhiều người ganh ghét thầy. Hôm nay thì bố chia sẻ lại một cái câu chuyện của một chị đại nói vô một người em gái tên là Lơ Thị Miễn đứng lên phỉ báng thầy, nói xấu thầy. Bửu sẽ quay lại cuộc trò chuyện này, bửu gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip nha. Trước tiên thì xin chào bà con, cô bác, anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Chúc tất cả các anh chị có thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc mỗi ngày. Hôm nay có một cái chủ đề này nó cũng rất là hay. Đây là chuyện vùng quê của thầy và chuyện vây quanh thầy và những câu chuyện có những người họ hành thầy. Hồi đó giờ người ta thành thầy thì hành người khác, mà người khác giáo chủ thì hành người khác, còn bây giờ có mọi người để hành thầy. Và câu chuyện cha mẹ của thầy và có những người không có ý thức để vào trong nhà của thầy, và câu chuyện tiểu sử của các anh chân cu. Và cái câu chuyện của những người đang chống đối thầy Thích Minh Tuệ, mong cả nhà hãy chia sẻ giùm cho em, đến động đại đến cho bà con của bác anh chị. Người này nó có ảnh hưởng tới xã hội như thế nào thì hôm nay thì cũng chia sẻ một chút xíu thôi. Và cái câu chuyện em mỏ hổn, trước tiên thì nói chuyện về cái em mỏ hổn trước nha cả nhà. Cái em mỏ hổn thì quý vị biết Lê Thị Miễn mà nhà ở Bình Định đúng không quý vị? Cái em này là hiện tại giờ em sinh sống ở Kuala Lumpur, tức là ở Malaysia. Malaysia là chỉ có một ốc đảo nhỏ thôi quý vị. Cả nhà ơi, gõ vào màn hình cho Thọ Nhân. Hãy gõ vào màn hình và chia sẻ cho Thọ Nhân nhiều vào để cho nó có cái tương tác, chứ em không thấy các anh chị, các anh không chị không gõ vô là em không thấy các anh chị luôn á. Hầu như nó bị cái gì ở cả nhà, không thấy. Thấy không có thấy comment, không thấy gì, chân thấy một hai cái comment hiện lên lơi thưa vậy hả. Anh Minh Hà chia sẻ giùm em coi. Mọi người chia sẻ giùm em đi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hãy gõ vào màn hình cho em và cho em có cái tương tác. Hôm nay mình nói về cái chủ đề này, nếu mà cái tương tác này nó không ổn nữa là mạng bị yếu hả? Ê, mạng chị mà bị yếu sao, cái mạng chị mạnh lắm mà. Mạng chị không có chập chờn, chắc có lẽ là bên em bị yếu. Cả nhà có thấy cái mạng của em có bị yếu không? Có bị lắc không cả nhà? Không còn là tiểu long nữ nữa. Còn chứ. Gốc Tuy Hòa. Hello, chào anh Hú. Gốc Tuy Hòa, Phú Yên, Lê Thị Miễn hả? Có bệnh bê đen luôn. Coi bình thường. Coi bình thường thì quý vị biết. Cái cô bé này á là cổ làm có chồng ở Malaysia, nhưng mà lấy chồng Malaysia một thời gian, hình như có con rồi, nhưng mà hầu như là các em này em đi ra ngoài em làm ly dị chồng hay gì đó mình cũng không biết. Nhưng mà trước kia cái chị này là cái cô này là cũng là quy y với tăng, gọi là quy y Phật, quy y pháp, mà quy y không có quy y Phật, mà không có quy y pháp, mà không có, chỉ có quy y tăng thôi. Lai tí nhiều người vô ok thì cái ở đây đó, cái em này nè quý vị, em là người rất là mất dạy luôn á. Mất dạy, tôi không biết cái mất dạy này của cha mẹ em dạy hay là cũ sống ta không, môi trường của mất dạy. Thường thường quý vị biết á, những cái cô gái á, sống ở trên cái đất nước Malaysia đó, là đa số là những người cô gái ngành thì rất là nhiều. Đây là tôi nói thật, ở Malaysia trừ ra những người họ lấy chồng đàng hoàng thôi nha, còn ở Việt Nam đi qua đó mà ở đó là trừ ra 100%. Trong là làm tất cả cái ngành, làm ngành hết, làm ngành ở đó thì cái cô này nè chắc là cổ ăn tiền của tất cả các anh thầy hay sao á, thì cái cô này cổ luôn luôn lúc nào á cổ cũng ra vẻ là cổ hiểu biết, của am hiểu về luật pháp, cổ am hiểu về Phật pháp hết trơn á, nhìn thì rất là am hiểu đó, nhưng mà thật chất người nhìn không có ra gì hết trơn á.
đúng không? Cái người cái tâm họ không có thì cái trí họ làm gì họ có, cái tâm mất thì cái trí nó mất luôn cùng với tâm. Mà cái miệng thì rất là hổn, kêu ngài Thích Minh Tuệ, tôi nói thật chửi ngài Thích Minh Tuệ thì ngài không có lên tiếng, vì ngài không có phải là cái người sân si, mà ngài cũng chẳng là cái sử dụng điện thoại hay Facebook gì mà để người ta nghe, mà cái người nghe là toàn bộ tất cả bà con cô bác anh chị trên mọi miền tổ quốc thôi, chứ họ đâu có nghe gì những cái lời của cái gã ấy nói đâu. Thì bỗng dưng cái ngày hôm đó cách đây 2 ngày đó, cách đây 2 ngày thì có một người, một cái chị xuất hiện. Mà cái chị đó là ai? Cái chị đó là cái người đó hiện tại giờ ở bên Kuala Lumpur, thì cái chị đó cũng đến, nhưng mà chị cũng nói chuyện một cách rất là đàng hoàng tử tế. Nói chung là bên mặt đó chị cũng ở đó, chị đòi báo công an để bắt, tại vì cái em này là ở lậu, chưa có đủ giấy tờ để ở bên Malaysia, quý vị biết đó, ở có làm lớn chuyện để cho cái chị này á, để chị có cái cơ hội để chị ở, chị làm, chị nuôi con. Chắc có con đâu bên này thì qua đó đi làm gái ngành đó, thì ở núp, ẩn núp ở bển đó. Tôi hỏi quý vị ngu không, đi ở lậu, đi ở trui, đi ở chốn người ta mà lên like đi chửi người này người nọ. Thì cái cô đó mới nói là mình là dù gì cũng là mình theo ngài Thích Minh Tuệ, mình cũng đi đạo Phật, mình cũng đạo hạnh đầu đà, đúng không? Mình cũng là hạnh đầu đà, nhưng hạnh đầu đà của mình đó là mình hoan hỷ. Thì nó nói vậy thì nói chung là cổ cũng bỏ, cổ không nói gì, cổ cũng bỏ qua, cổ không nói, cổ hoan hỷ thì cổ buông ra. Thì không biết mấy ngày nay, 2 ngày nay có vấn đề gì này xảy ra nữa hay không. Mà nói thật chú biết cô chú anh chị nghe, một cái cô này nhìn cái mặt cổ rất là ư là mất dạy. Và có những người đàn ông khác họ nói như thế này nè, con nữ đó thì mình không nói, để nói có những người họ có tri thức, mà họ học có thậm chí cả trong Phật giáo luôn đó quý vị, mà họ vẫn nói xàm, nói tấu, nói xem thường ngài Thích Minh Tuệ rất là nhiều. Họ xem thường như thế nào? Cái thằng đó mà nó tu hành gì, nếu mà xã hội này có những người tu như nó, xã hội này chết hết rồi, đói hết rồi, ai cũng cạo đầu, ai cũng đi tu chắc loạn hết rồi. Xin lỗi quý vị, không có đâu, đâu có như vậy. Mấy ông á xem thường đất nước Việt Nam quá, các ông xem thường an ninh tổ quốc Việt Nam quá, mấy ông vừa vừa phải phải thôi, đúng không? Mấy ông nghĩ sao người ta đi tu, giờ mấy ông thử cạo đầu, đầu trọc đi cho tôi chừng 2 vòng thôi một vòng từ Nam ra Bắc, một vòng từ Bắc ra Nam đây, ông dạo cho tôi 2 vòng thôi. Cái bao nhiêu năm tới mà các ông cho rằng các ông nói vậy là các ông làm đúng thế này thế nọ. Rồi cái chửi người ta nói cái thằng này thằng nọ, mà trong khi á người ta không có làm gì mình hết trơn á. Ủa người ta không có làm gì mình mà tự nhiên sao mình hơn thua với người ta vậy? Trong khi người ta cũng chả có làm gì mình, người ta cũng chẳng có ảnh hưởng tới nồi cơm mà chén gạo gì của mình hết trơn á, bà con cô bác anh chị. Mà nó lại tức thầy, tức rồi nó chửi ôm sờm ôm củ tỏi hết trơn á. Nó chửi nó nói nào, nó cho luật pháp nè nè, tôi thay mặt thầy, tôi nha, tôi thay mặt thầy luôn á, tôi trả lời cho toàn bộ những cái con người họ họ vô minh và bạo tàn đó, gọi là tàn nhẫn đó, nghe nè. Thứ nhất á, các ông các bà không tu, kệ các ông các bà, các ông các bà họ hàng các ông các bà không ủng hộ thầy, kệ các ông các bà, hiểu không? À, tính ra luôn 3 đời họ của những người bỏ ra hết, không có liên quan gì tới thầy. Còn thầy đi tu thì thầy cũng không cần giáo hội Phật giáo nào công nhận nè. Thứ nhất là, thứ hai nữa là gì? Cái quan trọng là gì? Hành pháp được hay không thôi. Còn ở đây, cỡ mấy em đó, mấy em, mấy cháu mà cỡ nhỏ nhỏ mà phản tố lại với thầy, mấy em không đủ tuổi để phản tố thầy. Tại vì sao không đủ tuổi? Tại vì các em là một người là ma quỷ mà, làm gì biết tu tập đâu mà bị lên án thầy. Các em cỡ cha mẹ của các em, cỡ tổ tiên của các em, mấy chưa đủ cái đẳng cấp để phê bình thầy nữa, huống chi các em. Các em, các cháu là một cấp bậc tiểu học rồi, hỉ mũi chưa sạch, chưa có đủ tầm để phán chiếu thầy bất cứ một cái gì hết trơn, hiểu không? Đừng ở đây mà lên tiếng dạy đời thầy. Mình tu mình phải ngồi chỗ này nè, nếu mà tu lang thang, tu không phải nhà nước, không có ông tu, ông tu ông phải ở chỗ nào, ở đó không có ai, không có thằng nào, con nào, không có một cái quyền lực, cái thế lực nào để cấm thầy tu cái kiểu gì hết trơn, hiểu không? Còn ở đây mấy em là cái kiểu mà bồ tọt ảnh ương, không có quan trọng. Còn để nè, chị gửi lời cho các em nghe nè nha. Khi thầy là người đi tu xuất gia thì các em chấp nhận cũng được, mà các em không chấp nhận cũng được, mà các em nhận cũng không có sao, mà các em không nhận hay nhận, cái chuyện đó nó không còn quan trọng đối với thầy của chị nữa. Vì thầy của chị là đối với tụi em là một cái lũ vô minh,
thì không có đủ cái chính kiến hay là một cái gì đó để nói chuyện với thầy đâu. Tại vì các em nè, các em lên tiếng nè, nhưng mà sau này chị nghĩ sau này cả cuộc đời, cả thế hệ của em, thậm chí cả cha mẹ của em đó còn phải quỳ đảnh lại lễ thầy đó, nghe không? Còn ở đây á, còn thầy tu như thế nào? Tại vì cái người tu dơ bẩn á, tại đúng rồi, tiền á là tiền của chúng sanh, tiền của bá tánh, thầy chỉ duy nhất xin một bữa ăn, đúng không? Thầy mày là ai? À, thầy tao hả? Thầy tao là thầy Minh Tuệ, còn thầy mày là ai hả? Thầy mày là ai ở đây? Thầy mày là ai ở đây mà mày đặt mày vô đây mày hỏi với thầy mày thầy tao, hiểu không hả? Thầy của chị, thầy của chị có quyền, hiểu không? Thầy mày là ai? À, chị nói cho em nghe nè. À, đại nguyên, không biết mày là đại nguyên hay là đại bác là cái gì á, chị đắc cần biết. Tại vì cái nhìn cái bản mặt của mày á, là chị mày thấy mày là người ngu ngu rồi. Tại vì vô minh thì nghe nó nhẹ nhẹ hơn, mà chị chửi thẳng vào cái mặt của em là mặt ngu. Tại vì cái mặt của em á, cái tổ tiên ông bà của em đẻ em ra mà không biết giáo huấn em, không biết dạy em, hiểu không? Trở thành cái thứ mất dạy. Mày với chị chưa có quen biết mà mày kêu chị bằng mày tao là mày quá mất dạy rồi, hiểu không? Thí dụ như là chị lớn hơn mày, mày kêu bằng chị nhỏ hơn mày, mày kêu bằng em. Tao lớn nữa mày kêu chị bằng cô, hiểu không? Cái đây là cái này chị dạy sơ sơ thôi nha, chứ từ trước giờ chị lười biếng dạy thằng nào lắm. Thằng nào có phước lắm gặp chị mới dạy đó nha. Nhớ về lấy cái phước này tạo lên nha, lấy cái nghiệp tạo qua cái phước, chứ đừng lấy cái phước mà đi làm đi cái nghiệp, nghe không? Đó, chị gửi lời cho mày vậy đó, nhớ nha. Còn thầy của chị là ai không cần em phán xét. Còn về cái chuyện của thầy chị muốn tu tập cái kiểu gì thì không ảnh hưởng cái nền kinh tế họ hàng cha mẹ ba đời của tụi em, nên nhớ kỹ, thầy của chị luôn á, chị tuyên bố là thầy của chị đó. Ai không nhận kệ mấy thằng bay, mấy thằng bay không thích không ưa thầy kệ mấy thằng bay. Tại vì tao đâu có chiều mấy bay, tao đâu có phải sống giữa ý mấy thằng bay đâu. Mấy thằng bay ghét thầy đâu phải tao phải ghét theo mấy thằng bay, hiểu không? Mấy thằng bay ghét thầy thì mấy bay qua cái nhóm khác, hiểu không? Còn nói à, thầy ông tu cái kiểu đó, nhà cửa giờ không tu, ở đây đâu phải nghe lời mấy thằng bay. Cỡ giáo hội Phật giáo kìa còn lên tiếng, còn chưa đụng tới thầy của chị được nữa kìa, hiểu không? Cho nên ở đây là gì? Mấy thằng bay là chỉ là một cái hạt tép riêu thôi, tép riêu thôi, hạt cát trên sa mạc thôi. Còn cỡ mà đủ tuổi á thì cỡ cả thế giới mới lên tiếng thầy được chị. Còn cỡ mấy tụi em là cái dạng tép riêu, nó không đủ trình độ, nó không đủ trình độ để mà đi nói chuyện, hiểu không? Cái đó là gửi lời cho các em, những cái người mà ghét thầy của chị đó. Còn ở đâu anh nào chị nào ghét thầy nữa đâu, vô đây em dạy cho em bài học, về để tự lấy cái ác mà làm đi cái thiện, chứ đừng lấy cái thiện mà đi làm đi cái ác. Giả bộ con người rất là ác là bộ lên thầy phải tu vậy nè, ở đây tụi em chưa đủ tuổi đi dạy thầy tu kiểu gì, hiểu không? Cỡ cha mẹ của thầy mà kêu thầy đừng ở nhà đừng tu mà thầy cũng đi ra mà, hiểu không? Chừng nào mà thầy của chị mà đi tới xin cơm nhà của tụi em á, tụi em chửi không cho đó thì cũng không có sao đó, hiểu không? Còn cỡ như tụi em thì đâu có đủ tuổi mà để có cơ duyên mà để được đi hưởng thực đó đâu, được đi khất thực đó, thầy khất thực tụi em bớt đi nha. Còn mấy cái thằng nào gửi đến cho mấy cái con mỏ hung mỏ hổn nè, từ tên một luôn. Tu không tu cũng không sao nha, tu không tu gì cũng không sao, mà làm cái gì cũng không có sao hết đó nha. Còn cái chuyện thầy, tại vì nếu á tôi chỉ cho đụng với những thằng nào làm cho mình ngu mình chửi thằng đó, còn ngài Thích Minh Tuệ không có làm cho mấy thằng bay ngu. Mà cái xã hội này nè, thầy Minh Tuệ không có phải đi vô trong nhà tụi bay mà ăn cướp ăn giật của họ hàng tổ tiên nhà tụi bay, thành thử tụi bay đừng ghét ổng. Tại vì ngài Minh Tuệ là cái người không có tham ăn cái gì chứ, chỉ có cái lũ tham ăn á, thì tụi bay sợ ngài Minh Tuệ được nhiều người ủng hộ cung kính để mất đi cái bọn giáo chủ của mấy bay thôi, hiểu không? Đó, chị gửi lời nhiệt tình hết mình đã nói bữa nay, hết lòng hết dạ luôn á, móc hết cái ruột cái gan nói luôn á, được chưa? Hiểu không? Chứ đừng có ở đây mà hở cái lên á, thầy Thích Minh Tuệ tu là chuyện này, mấy bay đừng có phản bác chuyện đó. Tại vì cái phản bác cái chuyện đó là tính ra mấy bay quá ngu si. Chừng nào phản bác, ví dụ như 50 người, 50 họ quý ngài Thích Minh Tuệ, 50 kia người ta không quý, thì mấy thằng bay chống đối còn có cơ hội. Nghĩ đi, nghĩ sao cái con voi mà mấy thằng bay là cái con chuột, con gián thôi, con đĩa lông thôi,
con địa long mà đi dám chống với con voi sao được. Con voi mà nó đạp lên một cái rồi một cái cỡ con trùng, con dế, con zoom rồi con mấy đó. Cả nhà follow cho Thoại Nhân nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó, hiểu không? Cho nên chị gửi lời cho cái bọn giáo chủ đó, còn mấy người bay ăn no đó chỉ cho làm, chỉ công việc làm, nếu ăn no không có việc là làm, xin người ta đi bưng bô, mà bưng bô nó có đẳng cấp nha. Bưng bô thí dụ ăn bưng bô thì chỉ cho cách bưng. Đầu tiên bưng bô á, mình bưng mình không biết bưng, mình tập bưng. Bưng bô nào ăn bô đó, ý xin lỗi, ăn 10, bưng 10 bô ăn 2 bô, hiểu không? Tức là 10 bô ăn 2 bô. Còn nếu mà tập luyện sao mà bưng nó nhuyễn á thì bưng bô nào ăn bô đó, hiểu không? Chỉ cho cách bưng bô, bưng như vậy nó mới có tiền nhiều. Mày về hỏi thằng quan trọng là biết nhé. Nhớ là như vậy đó, tôi chạy cho các khách để bưng bô, hiểu không? Mới có tiền bưng bô ăn sản phẩm, hiểu không? Đầu tiên là nói vậy, mình phải tập. Đầu tiên thì người ta dạy mình bưng đó, 10 bô ăn 2 bô, đúng không? Chừng nào mình bưng nhuyễn, mình bưng giỏi á thì bưng bô nào ăn bô đó, nhớ đó, chỉ dạy vậy đó nha. Thầy chứng đắc quả gì mà mới chỉ giáo lý của đám gà thổ tả thôi. Ở đây thầy không có thuyết pháp. Tại sao thầy không thuyết pháp? Vì lý do những bước chân của thầy để ngộ cho tất cả muôn vạn chúng sanh ngộ đạo. Còn ở đây mấy anh mấy chị mà cái kiểu mà thiếu cái đẳng cấp á, cái kiểu mà cái não mà nó yếu yếu á, ở đây tôi có một chuyên viên của đội ngũ bác sĩ, chuyên viên đi chỉnh sửa là những cái bộ não hư. Nếu ai cần thiết hãy liên hệ đến tôi chấn chỉnh lại bộ não. Tại vì cái bộ não của các anh các chị á, bao lâu mà được tất cả các giáo chủ của các anh á tu luyện làm sao mà cái bộ não nó bị hư rồi. Còn nếu tôi là cái người đứng ra để chỉnh sửa cái bộ não, tôi có chuyên viên bác sĩ mà sửa não nha. Ai cần thiết đi đến đi, sẵn sàng sửa cái bộ não đó, chứ ở đây đừng có lên chửi. Còn ở đây nè, ở thầy mà có đắc quả, còn họ bưng, còn những người họ đi theo thầy đó, đó là chuyện của họ. Tại vì họ có tâm họ tu đó. Mấy người bay thấy đi, người ta đi tu đâu phải gia đình người ta nghèo đâu, đâu phải mấy người bay mà thể hiện đâu. Mày biết cha tao là ai, mày biết bố tao ai, bớt cái vụ đó đi nha. Đi tu là đi tu, đi tu để làm cho muôn vạn chúng sanh sáng suốt, chứ không phải đi tu để đi làm ngu cho thiên hạ. Đó là nên đừng có nên tu đó. Những lời gửi nhẹ nhẹ tới mấy bay đó, gửi luôn cả tổng quát, tổng cộng, tổng hết, bao quát hết những cái kẻ là u đờ xem thường chánh pháp. Những kẻ xem thường chánh pháp là ai? Đang kêu gọi bây giờ tôi hỏi nè, ngài hỏi một câu thôi, ngài Thích Minh Tuệ ổng đi tu vậy có liên quan, có đụng chạm tới tổ tiên họ hàng nhà chúng bay chưa? Có chưa? Chừng nào có nó có, không nói không, trả lời thiện tiếng đi, hiểu không? Trả lời nói thiện tiếng đi đó, hãy mấy đó Chị vậy đó. ơi, Chứ quý chị vị, xem nè, chứ bây giờ nếu chỗ con mình nói xin chuyện lỗi mà luôn đàng nè. hoàng với, tại vì trừ ra mình nói chuyện, trừ ra Chị là những chỗ người con đàng hoàng mà nói chuyện đàng xin hoàng, chứ những lỗi người cái kẻ mà u mê mà cái đầu nó cứng như đá bốn sáu đó, cần chị phải có lấy bưng nước búa không? bổ ra chứ, bổ ra để nhét vô. Biết không? Còn ai mà có úng não, có hư não Chỗ con ơi, xin lỗi đó, bưng nước tôi giải nha. trình như vậy, đồng ý không? Ai có đồng ý thì cho xin số 1, còn không Đang đồng đang ý quay cảnh mời thì cả cho số nhà. 2 Chỗ đó. Não có bị hư á thì chấn chỉnh lại cho tôi, có chuyên viên đội bác sĩ, đội ngũ bác sĩ giỏi lắm mà, cái gì cũng được hết trơn á. Chớ ở đây bớt cái chuyện mà đi sân si với thầy, đi xạo sự với thầy, kiếm cớ thầy, rồi bắt đầu nói đó, thấy chưa nè, đó bây giờ vậy đó. Bây giờ thầy đi tu thầy đâu có hưởng, giờ cha mẹ thầy hưởng. Bớt cái vụ đó đi, quý vị thừa biết mà, bá tánh là người vô minh nhiều lắm, thậm chí cả em cũng vô minh nữa nè, đừng nói chi muôn vạn chúng sanh muôn vạn bá tánh. Tại hồi trước không có thầy vô minh lắm, hễ ai thấy cái gì động dao động thớt là bắt đầu nhảy vô.